thì sanh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chân pháp ấy cần thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú. Đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung, đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cổ đa kheo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu là quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng vô ta ma kheo tiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Giờ chứng đạt chánh tri đoạn ba kiến sự, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần, dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong lấy chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời ân chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này
tu hành muôn hạnh phúc chung tiền nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã âm tập nơi đây. Hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phụng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây. Hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây. Hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ che dâu được xưng danh hiền thánh, do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồng. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã âm tập nơi đây. Hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phụng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây. Hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây. Hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà
Nam mô Bụt Thầy, kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày chủ nhật 17 giây tháng 5 năm 2020. Phật lịch 2564, một lần nữa chúng ta có thêm một ngày tu học đặc biệt trong mùa dịch bệnh Corona. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta có một số các thông tin liên quan đến sự lây nhiễm của Corona, đặc biệt là một ngôi nhà thờ ở tại California trong ngày hiện mẫu. Người ta đã nhận ra rằng những nơi mà có những ca đoàn người ta cùng nhau tập hát, tức là những choir, những ca đoàn này là cái nơi mà tạo nên những tâm dịch, tức là những ổ bệnh lây nhiễm lớn nhất. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng những nơi nào có những tiếng ca hát hay tụng kinh, do sự ca hát tụng kinh đặc biệt phát âm lớn, đó là có một ảnh hưởng nhiều. Nên chỉ có lẽ là chúng ta chưa biết mùa dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một khi Corona còn hoành hành trên trái đất này thì sinh hoạt của các cơ sở tôn giáo ở các chùa chiền sẽ không bao giờ giống như trước kia. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đi vào một đề tài mà Ngài Ajahn Chah, Ngài đặc biệt chú trọng, đó là cuộc sống của một người tu tập. Người đó nên quan niệm như thế nào? Gọi là thích thì mọi người gọi là cái nguyên tắc của cuộc sống. Hầu như đây là những điều rất là khó nói, bởi vì mỗi chúng ta đều có trân trọng những nguyên tắc riêng và không nhất thiết là có những điều thật sự lợi lạc mà chúng ta đặt nặng. Mà trái lại, có những điều chúng ta xem nhẹ thì nó lại rất là cần thiết. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của pháp thoại này sau phần tụng kinh lễ tam bảo. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh sư tổ Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Kính cung thỉnh sư tổ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa chư tọa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là ngành tư pháp ở trong mỗi quốc gia, hay là những điều luật, những giới luật ở trong một tôn giáo quy định, hoặc giả là những điều luật được ban hành trong một giai đoạn nào đó, tất cả nó chỉ mang tính cách tương đối với con người.
con người chấp hành hay tuân thủ những nguyên tắc sống hay không thì nó lại là một vấn đề thực sự rất cá nhân. Đấy, ví dụ như là ở trong mùa dịch bệnh, chính quyền của bang, tiểu bang hay của thành phố hoặc một quận hạt nào đó đưa ra là mọi người phải giữ cái sự cách ly xã hội. Điều này thì chỉ mang tức là tương đối, bởi vì sự cách ly xã hội là nhằm mục đích giảm thiểu lây nhiễm. Nhưng mà một chuyện khác, như trường hợp phải rửa tay thường xuyên, thì thật ra không ai có thể bắt buộc ai phải rửa tay hết. Mang khẩu trang thì có thể, nhưng mà rồi cái khoảng cách giữa người này người kia rất là khó. Ở trong mấy ngày qua, ở tại California, người ta cảm thấy rất là nhức đầu. Ở trường hợp là có nên mở cửa cho những bãi biển công cộng để cho mỗi người ra đó thư giãn hay không. Dân chúng thì rất muốn, nhưng một khi người ta đổ xô ra quá đông, và dĩ nhiên trong lúc quá đông thì gần như là không thể nào giữ được cái khoảng cách cần thiết để tránh sự lây nhiễm, và dần dà hầu như người ta quên đi. Có những đám đông tập trung 10 người, 20 người mà cảnh sát đến chỉ có thể khuyên nhắc một cách nhẹ nhàng. Như vậy thì luật lệ là luật lệ, và cái sự tự giác đó, nó lại là một vấn đề khác. Ở đây khi một người dấn thân vào sự tu tập thì người đó không thể nào kỳ vọng rằng một ngôi chùa hay một thiền viện hay một đạo giáo mà có thể uốn nắn tất cả mọi người vào trong một cái khu. Mà thay vào đó thì thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng chính cái ý thức, và cái ý thức một cách chân xác, ý thức một cách lợi lạc, đó là một cái bước đầu của hành giả. Thì chúng ta hãy lắng nghe những lời của Ngài Ajahn Chah nói về những cái nguyên tắc hành trì trong đời sống qua một số sưu tập các câu nói của Ngài về giới hạnh. Chúng tôi xin được mời quý Phật tử nào phát tâm đọc, dòng xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho những câu nói của Ngài Ajahn Chah, và chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại trong giây lát. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn vị Ngọc tư mẫn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư trong đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Con xin được đọc chánh văn Quán Chiếu Trích Từ Chẳng Có Ai Cả. Nô Ajahn Chah, Tỳ Khu Khánh Hỷ chuyển dịch. Giới hạnh: một, hãy thận trọng trong việc giữ gìn giới luật. Cốt tủy của giới luật là sự hổ thẹn. Nếu còn hoài nghi thì hãy khoan phát biểu ý kiến, khoan làm. Đó là giới luật. Không còn hoài nghi thì mới trong sạch. Hai, có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái. Đó là sự thực hành giáo pháp để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Ba, giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn, bổ dưỡng và chỉ cho ta hướng đi đích thực. 4. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa. Trong đó con người thực sự sống như một con người chứ không phải như loài cầm thú. Giữ gìn giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiền. Giữ gìn giới luật phát triển lòng từ ái, tôn trọng tha nhân, thận trọng trong lời nói và hành động. Là gia tài của bạn. Nếu dùng làm căn bản cho mọi hành động,
động, bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. 5. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc giữ cây cối. Không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói, bỏ qua thiền định, đi ngay vào thiền minh sát, bỏ qua giới luật, đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. 6. Tinh tấn và trí tuệ không phải là chuyện bên ngoài, mà là sự bền tâm, tỉnh thức và tự chế bên trong. Thế nên sự bố thí, nếu được là với ý tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng giới hạnh phải là gốc rễ, thì lòng từ thiện này mới trong sáng, thanh tịnh. 7. Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, làm lành, lánh dữ. Những điều xấu xa có còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Thế thì tại sao không quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn thì làm lành lánh dữ là việc làm tốt đẹp. Nhưng có hạn chế, vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cả tốt lẫn xấu. Giải thoát bao gồm tất cả, nhưng không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. 8. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến. Rồi bước thứ ba là trí tuệ, nhổ gốc rễ phiền não, sự tự nhiên xuất hiện. Sẽ tự nhiên xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp sáng thì chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối. Chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào, chúng ta chỉ biết đang có ánh sáng. 9. Có 3 mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy. Thứ đến là giữ giới và sống giới. Cuối cùng, ở mức cao nhất, bậc thánh nhân. Các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới hạnh đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự chứng ngộ này. 10. Nhiều nhà sư hoàng tục đi vào chiến trận, lăn mình vào đầu tên mũi đạn. Họ muốn như vậy. Họ muốn đi, hiểm nguy đến từ mọi phía, nhưng họ vẫn chuẩn bị để đi. Họ sẵn sàng chết trong bom đạn, nhưng không ai chịu chết vì giữ giới, giữ gìn giới luật. Lạ lùng thật. Kết thúc chủ đề giới hạnh, Nam Mô Bích Tha Giá Dạ Bằng, chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Ở trong những điều mà Ngài Ajahn Chah Ngài dạy ở tại đây, trong câu số 1 đó, Ngài có đề cập đến một cái yếu tính. Khi mà giới luật trở thành một cái sự gọi là tự giác, thưa quý vị, như chúng ta biết rằng ngay cả một người sống ở trong một quốc gia, mà nếu người đó có đủ tinh thần tự giác đó, thì luật lệ có thể được tôn trọng. Nhưng mà nếu người đó không có cái tinh thần tự giác thì đôi khi có người canh giữ đi nữa thì người đó vẫn vi phạm luật lệ. Lấy ví dụ là ở trong luật lái xe, khi mà chúng ta lái xe đi đến một bản stop thì cái nguyên tắc là
chúng ta phải dừng hẳn, dù là có xe hay không có xe, có cảnh sát hay không có cảnh sát. Sau khi dừng hẳn rồi thì chúng ta mới tiếp tục lại. Nhưng mà có những người không quen cái nguyên tắc này, họ chạy tới bằng stop. Nếu họ giáo giác không thấy xe, không thấy cảnh sát thì họ chạy chậm chậm và họ phóng luôn. Thật ra họ nói rằng, thật ra cảnh sát, thật ra luật pháp truyền dạy rằng đến gặp bằng stop mình phải ngưng, thật sự gọi là mất cái full stop. Thế thì quý vị giới luật hay là những nguyên tắc sống đó, có được chúng ta gìn giữ hay không là đặt nặng ở lòng tự giác. Và cái dấu hiệu mà cho chúng ta biết rằng chúng ta có tự giác hay không đó là nó nằm ở một cái yếu tố gọi là, đạo Phật gọi là hiri. Hiri ở đây tức là sự hổ thẹn. Sự hổ thẹn, cái chữ tàm, lòng tàm, như chúng ta thường nghe nói tàm và quý, thì sự hổ thẹn ở đây được người ta ví dụ như là chúng ta không quen với cái mùi hôi thối, nhưng mà lỡ quần áo chúng ta dính một cái gì hôi thối, chúng ta rất là khó chịu. Và chúng ta chỉ muốn không gặp ai, đồng thời về nhanh ở nhà để cởi bộ đồ áo thay để giặt, bởi vì chúng ta không quen với mùi hôi thối đâu. Một người mà có sự hổ thẹn đó, thì thưa vị, người đó sẽ có một số cái thái độ không có thoải mái khi bản thân của mình rơi vào trong những trường hợp đáng hổ thẹn. Lấy ví dụ là khi một người họ đi mua đồ mà người ta thối lộn tiền, tức thối dư tiền, khi mình về mình mới tìm ra, mình mới biết. Và nếu một người mà có sống với giới hạn, với nguyên tắc á, thì người đó sẽ tìm cách trả lại. Mà nếu lỡ không trả lại được thì người đó cảm thấy rất là hối tiếc. Chúng tôi nhớ có một lần đi xe xuyên bang với một số quý Phật tử. Mà những người trong phái đoàn ghé một cái chợ Walmart để mua một cái mua một số đồ đạc xài. Thì thưa quý vị, tới chừng lên xe và xe lăn bánh rồi, thì chạy khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, thì có một người từ phía sau họ chạy đến gặp chúng tôi, nói rằng: "Thưa sư, hồi nãy con vô trong Walmart, con mua đồ, con mua nhiều đồ cho phái đoàn, con thấy có cái nón rất là vừa, và trong lúc mà đội vừa đó thì có người đến hỏi con cái này cái kia, mấy chị em hỏi, thành ra con quên lấy xuống và con cứ đội lên đầu. Và khi con đội lên đầu thì con đi ra đó, thì con trả tiền cũng không ai hỏi, đưa cái nón xuống để tính tiền. Bây giờ con lên xe, 2 tiếng đồng hồ sau con mới biết được là con đã lấy cái nón ra khỏi chợ đó mà không trả tiền." Thì chúng tôi gặp vị này, chúng tôi cảm thấy rất là quý một tâm hồn. Tức là có nhiều người trong trường hợp mà như vậy thì cảm thấy ô, may quá, mình lấy một cái nón mà không phải trả tiền, hay là mình đem cái nón ra khỏi mà không bị bắt chẳng hạn. Nhưng mà vị này thì lại rất là khó chịu, khổ tâm, và nhắc đi nhắc lại điều đó 2-3 lần. Thì thứ gì, một vị sư ngồi kế bên chúng tôi đó, thì vị sư có nói một câu như vậy, là trong cái giới trộm cắp đó, là mình phải có cái sự cố ý lấy. Khi mà cô ra khỏi chợ thì cô đâu có cố ý lấy. Và bây giờ mà cô quay trở lại, cô trả được. Nhưng mà chẳng lẽ xe của phái đoàn đi như vậy mà phải lùi lại thêm 2 tiếng đồng hồ, cộng là 4 tiếng nữa để cho cô trả cái đó. Thì ra cô đừng có cái tâm không hoan hỷ như vậy. Thì thưa quý vị, cô Phật tử này thì cuối cùng cô làm một việc là cô lấy cái nón đó, cô cho một cái người homeless mà cô gặp ngày hôm sau, và cô cũng lên xin sám hối là cô đã làm một việc vô ý như vậy. Một cái người sống mà có cái sự ái náy, có sự ái náy như vậy đó, thì cái người đó họ rất là nhanh chóng đi giữ giới. Tại vì cái sự ái náy, hổ thẹn đó, cái lòng tham đó, nó là một cái biểu lộ của tinh thần tự giác. Một khi một người có lòng tham thì không cần phải nhắc. Những người sống tại đâu thì tự họ
họ sống với những quy tắc mà không cần phải ai nhắc họ là làm cái này đúng cái kia sai. Họ thọ ngũ giới thì ra ngũ giới, bắt quan trai giới thì bắt quan trai giới. Thưa quý vị, trong câu thứ hai mà ngài nói ở tại đây, có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần đầu, là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái, đó là thực hành giáo pháp để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Ở trong câu này thì ngài giải rằng chúng ta nên hiểu có hai điều để thực hành giáo pháp. Một là đầu tiên là mình thọ trì một số giới luật nào đó. Và khi thọ trì giới luật nào đó, nó cho chúng ta thấy được là mình có đức tin với giáo pháp, mình gắn bó với giáo pháp và mình bước vào trong ngôi nhà giáo pháp. Và để cho mình được an lạc và những người khác được an lạc. Lấy ví dụ như là nếu chúng ta là người tu Phật mà khi mà mình mới gặp nhau chưa có tu tập gì nhiều mà chúng ta không có thọ tâm quy quế chẳng hạn, thì thật ra chúng ta không biết ai là Phật tử, ai không phải là Phật tử. Và chúng ta không thấy rằng chúng ta có thể đồng cảm, đồng hành với nhau được. Như từng trường hợp một người sang định cư ở bên Mỹ, trước khi người đó lập nghiệp, trước khi người đó làm ăn, thì việc đầu tiên mình học hỏi một số cái luật pháp, cái nguyên tắc luật pháp ở bên này, như là về vấn đề đóng thuế, như là về vấn đề luật lệ giao thông, như là vấn đề mà mình phải tôn trọng cái sự riêng tư của người khác thế nào, vân vân vân. Thì những chuyện này, thưa quý vị, nó nói lên rằng ở trong giai đoạn đầu, một điều để chúng ta hòa nhập với một đạo tràng, hòa nhập với giáo pháp, hòa nhập với bạn hữu, là để mọi người cùng sống an lạc, là chúng ta chấp nhận những nguyên tắc. Chúng ta chấp nhận những nguyên tắc. Những nguyên tắc này được gọi là giới hạnh. Và cái bước thứ hai, từ cái nguyên tắc đầu tiên căn bản rồi, thì chúng ta mới sống tỉnh thức, tăng trưởng trí tuệ, và chúng ta sống thế nào mà đời sống nội tâm của mình được an lạc. Nói chung là trước khi mà mình tự xây dựng cho mình được những điều tốt đẹp nội tại, thì đối với ở bên ngoài, từ hành động hay lời nói đó, nó phải dựa những nguyên tắc mà Đạo Phật có giữ giới. Giới là làm cho thân khẩu được thanh tịnh, được tốt đẹp. Trong câu số 3, ngài A Chân Cha ngài dạy như vậy: giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho ta hướng đi đích thực. Câu nói này chúng ta mới nghe thì dường như là một câu nói có tác cách là muốn ca ngợi về giới hạnh. Nhưng mà kỳ thật, những cái chủng tử của giáo pháp, những cái hạt giống của giáo pháp được gieo trồng trong khu vườn tâm của chúng ta đầu tiên, làm cho chúng ta hiểu được cái giá trị của chánh pháp, đó là giới. Thí dụ như một người tên Phật mà còn sát sanh, còn trộm cắp, thì cái sự sát sanh từ đó nó hủy hoại tất cả những cái niềm tin của chúng ta về nhân quả, hủy hoại chúng ta về cái niềm tin về lòng từ bi. Là vì vậy không sát sanh để nói gì, để nói rằng chúng ta sẵn sàng chấp nhận một cái nguyên tắc nào trong đời sống để mở rộng lòng ra và đem cái ánh sáng của giáo pháp vào trong đời sống của mình, cho những hạt giống đó nó đâm chồi nảy lộc. Thì ở đây thưa quý Phật tử, ngài Chân Cha ngài khuyên chúng ta nên có một cái nhìn về sự lợi lạc của giáo pháp ở trong đời sống, là cho thấy rằng chính những điều đó làm cho những cái chủng tử bồ đề, những hạt giống lành, nó được nảy nở trong khu vườn tâm của mình, là do cái nhìn về giáo pháp. Ở trong câu số 4, thưa quý vị, ngài giải rằng giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa. Trong đó con người thực sự giống như con người, chứ không phải loài như cầm thú.
gìn giữ giới hạnh là điều chính yếu cho việc hành thiện. Giữ giới, giữ gìn giới luật, phát triển lòng từ ái, tôn trọng tha nhân, thận trọng trong lời nói và hành động, đó là cũng là gia tài của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động thì tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh, thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Con người chúng ta, thưa quý vị, không phải mình nói mình muốn tu thiền mình tu thiền được đâu. Hay là mình nói mình muốn tu lòng từ bi là trồng từ bi được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ai mà trồng lúa, ai mà trồng làm vườn thì sẽ hiểu rằng không phải mình nói trồng lúa tức là mình lấy hạt lúa mình gieo xuống đất là gọi trồng lúa đâu. Mà trước khi mà mình trồng đất thì mình phải chuẩn bị miếng ruộng đất cho nó đủ cái điều kiện thích hợp để hạt lúa sẽ lên. Ví dụ như là khi chúng tôi ở miền quê thì vào mùa xuân thì khô cằn, tới mùa hè mưa bắt đầu trút xuống. Khi mưa xuống người ta bắt đầu cày ruộng, và khi người ta cày ruộng đó thì mới có phơi đất thôi, rồi người ta phải bừa. Tại vì khi mà cày ruộng thì những cái lúng cày đó là những cái lúng đất to lắm, thưa quý vị, không có gì trồng được trên đó hết. Rồi người ta bừa, người ta trục để cho những cái lúng cày khô đó khi mưa xuống nó vỡ ra, nó được thăng bằng, nó được bằng phẳng. Rồi ở trên cái sau khi mà cày rồi trục rồi bừa rồi người ta mới bắt đầu cấy lúa hay là họ gieo hạt lúa xuống tùy theo loại lúa. Mình làm vườn cũng vậy. Dạ, không có ai mà ra cái mảnh vườn hoang ở phía sau mà trồng cái cây xuống nó tốt hết. Ít nhất người ta phải dọn cỏ cho sạch rồi. Nếu đất mà nó chưa đủ mềm, chưa đủ xốp á, thì người ta phải cuốc lên, người ta phải đổ những loại phân đất lên cho thích hợp. Chứ nếu mà làm sạch cỏ mà đất mà nó còn cứng quá, nó còn dẻo quá thì cũng không có trồng được. Thì tương tự như vậy, tại sao chúng ta không ngồi thiền được? Tại sao chúng ta không tu tập tâm từ được? Tại vì chúng ta thiếu những căn bản, ví dụ như là sự tôn trọng đối với người khác. Sự tôn trọng này rất là cần thiết. Là bởi vì sao? Cái sự tôn trọng người khác cũng là sự tôn trọng những giá trị của chính mình. Một cái người mà đi đánh cá, đi sát sanh như vậy đó, mà về sau giờ đánh cá, ví dụ đánh cá 5 ngày hay là 10 ngày rồi trở về rồi lên chùa ngồi thiền, thật rất khó ngồi thiền. Bởi vì sao? Vì người đó vẫn sát sanh. Và rồi đôi khi người ta không để ý trong đời sống là người ta có những cái lời nói nó độc ác hay nó chia rẽ. Có những người đi hành thiền ở chùa khóa tu nào cũng tham dự hết, nhưng mà tu cả 20 năm cũng không tiến bộ được. Tại vì chuyện rất là đơn giản là người đó không có một cái tôn trọng, không có cái tâm từ với người khác. Khi mà cần để nói, họ sẽ nói một cách rất là mắc mỏ, nói một cách rất là độc ác với người khác. Và cần để nói những cái lời dèm pha, những lời chia rẽ thì người sẵn sàng để nói. Và khi người này có ý thức được điều này đó, thì người đó mới thấy rằng để mình có thể tiến bộ, mình phải bỏ đi cái lời nói đó. Đơn giản như vậy, rất đơn giản. Là không ai mà có thể là còn có cái tâm mà không có tôn trọng, không có từ mẫn với người khác, mà người đó có sự tiến bộ ở trong sự tu tập tâm từ, hay là tu tập tâm bi, hoặc giả là tu tập về hơi thở. Người khi mà mình tu tập như vậy mà mình không có một cái thái độ tôn trọng, hòa ái, tôn trọng người khác, hòa ái với người khác, hòa ái với chúng sinh, thì thú vị cái tâm của mình đó, nó giống như một cái miếng đất khô cằn, hay là một miếng đất chưa có dọn sạch, chưa cày bừa, bởi vì mình trồng những hạt lúa, hạt thóc lên đó rất khó, rất là khó. Bởi vì Ngài mới nói rằng chính cái giới hạnh đó, nó làm cho tâm của chúng ta nhu nhuyễn, mềm mại và sẵn sàng để gieo trồng những cái hạt giống lành. Trong câu số 5, săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc và giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ,
cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói bỏ qua thiền định, đi ngay vào thiền minh sát, bỏ qua giới luật, đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chính mình. Một người mà thật sự có tâm tu thì họ không có đệ hà, và đặc biệt là họ không có cảm thấy khó khăn ở trong cái việc mà gìn giữ giới luật, ở trong cái việc mà làm thế nào cho đời sống của mình nó hợp với cái thanh quy. Hồi trước chúng tôi lên trên ở với ngài Ante Gunatana ở trên West Virginia, thì ngài có nói với chúng tôi trong lúc mà chúng tôi lên phụ với vài công việc về văn phòng, thì ngài nói rằng những người mà đến với trường thiền đa số họ sống rất là tốt, không phải là vì họ hiểu Phật pháp, mà họ tốt là tại vì họ thương cái không khí của thiền định. Thí dụ như họ vào trong trường thiền, họ không nói chuyện lớn. Ở trong trường thiền yêu cầu họ đừng có tụng năm tụng ba để tán gẫu, thì họ không làm như vậy. Sử dụng điện nước của cái chừng mực, hay là sống theo đúng thì giờ, đúng cái thanh quy. Không sống thì thôi, đã vào trong trường thiền, người ta ăn mấy giờ, mình ăn mấy giờ, người ta thức mấy giờ, thức mấy giờ, người ta tụng kinh mấy giờ, mình tụng kinh mấy giờ, vân vân. Những điều mà ngài nói ra rằng, có những người họ không hiểu Phật pháp, nhưng mà họ làm những việc đó rất là tốt. Đơn giản là bởi vì họ có cái tâm quý, thương cái đường thiền. Và bản thân của họ muốn cho tất cả mọi người đều tốt như vậy, thành ra họ tuân thủ, sự có tốt như vậy. Và với một người đến với giáo pháp mà tu tập, rất là cần thiết để cho người này có cái tâm nhìn vào cái đại thể. Mình quý ngôi nhà chung của giáo pháp, mình không làm những việc mà đi ngược lại với giáo pháp và với lợi ích của tất cả mọi người. Thì ở đây, khi mà mình làm vườn, mình không có đặt nặng là mình gìn giữ khu vườn cho sạch cỏ rồi, là tại mình thương cây lớn, thương cây nhỏ, mà mình có một cái nhìn đại thể nguyên cả khu vườn đó. Ở đây thưa quý vị, có rất nhiều người vào trong chùa, họ hay khuấy động một cái sự bình an trong chùa bằng cách là thích vị này, ghét vị kia, không ưa vị nọ, chỉ thích người kia. Và khi mà họ chỉ thích đó, thì họ nghĩ rằng họ chỉ thích ông A và B thôi, chứ họ không có nghĩ rằng cái gì chỉ thích, cái phiền não mà họ mang lại đó, nó gây xáo trộn cho cả một ngôi chùa. Họ không nghĩ như vậy. Và ở trong tu tập đó, nhiều lúc đó họ chỉ nói rằng người ta sống chỉ cần một cái mảng này thôi, tôi tu thiền chứ tôi không cần giữ giới, tôi muốn đi sâu vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, họ có căn bản về giới luật. Điều này nó cũng giống như là một cái người đến với một cái một quốc gia như nước Mỹ chẳng hạn, họ chỉ thích thưởng thức cái gì mà họ thích, nhưng mà họ không muốn làm cái gì khác mà họ không thích. Ví dụ cái mà mình thích là gì, đó là tự do buôn bán, tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh. Nhưng mà cái mình không thích là mình không thích đóng thuế, và không được đóng thuế chẳng hạn. Thì chính ra cái cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nó rất là đơn giản. Một điểm như vậy là trong bất cứ cuộc sống nào, nó cũng có cái phần mà mình thích và phần mình không thích. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mình biết suy nghĩ là nó phải đi chung với nhau. Dạ, vì quý vị Phật tử nuôi con cái ở nhà đó, nuôi con thì có cái cực nhưng mà cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu quý vị muốn có hạnh phúc thì phải chấp nhận cái cực của nuôi con. Không có ai mà sanh một đứa con, nuôi đứa con mà chỉ thích những giây phút ẩm bồng nựng nịu hạnh phúc mà không có cực lúc thay tả, lúc mà nó đau nó yếu. Chúng ta phải mua một cái package. Ở trong package có cái mình thích và không thích. Thì ở đây tương tự như vậy, ở trong cuộc sống tu á, chúng ta phải có cái nhìn như một người làm vườn. Khi mình làm vườn á, là mình có cái nhìn đại thể
là mình hoan hỷ nguyên cả khu vườn đó. Chứ không có phải là trong cái chuyện mà mình làm vườn á, mình đặt vấn đề là mình làm vườn lại bị cho cái, vì mình thích cái cây này, không thích cái cây kia, mình thế này mà thế, mình không đặt như vậy. Nếu mình đặt như vậy thì thật ra mình nói không có trúng việc. Do vậy, một cái khả năng sống và sống vì cái chung, sống vì cái đại thể đó, nó rất là quan trọng. Ngay cả như trường hợp chúng tôi sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp cũng vậy. Lớp Phật Pháp thì không phải là việc nào mình cũng thích đâu. Nó có những việc mà mình không thích, nhưng mà rồi cũng có những việc nó cũng tốt đẹp. Và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm một công việc gì đó mà tất cả mọi việc nó đều là hoàn toàn hoàn hảo, hoàn toàn mình thích hết. Nó có được cái này, không được kia, nhưng mình chấp nhận cái chung chung. Thì sự chấp nhận như vậy mình mới có thể đi tới được. Ở trong cuộc sống này, một cái người mà làm vườn nghĩ rằng tôi chỉ làm vườn cho cái cây đại thọ, cho cái cây ngọc lan này, tôi phải làm vườn vì cái bụi trầu kia, vì cái khóm rau thơm nọ, thì như vậy không gọi là làm vườn. Làm việc là mình quan tâm đến tất cả. Và đây là một chuyện mà chúng ta nên lưu ý. Ở trong câu số 6, Ngài nói rằng chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là chuyện bên ngoài, mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế trong lòng. Thế nên sự bố thí, nếu làm được ý tốt thì có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng mà giới hạnh phải là gốc rễ, thì lòng từ thiện này mới trong sáng và thanh tịnh. Ở đây, thưa quý vị, Ngài Ajahn Chah, Ngài muốn nhắc đến cái vai trò của giới hạnh đối với tất cả những thiện sự. Nói một cách đơn giản thì ở trong Kinh Phật nói rằng có hai người bố thí. Một người bố thí mà người đã có giới, và cái đối tượng mà nhận cái sự bố thí là cũng là người có giới đó. Thì thưa quý vị, cái phước nó thù thắng. Nhưng mà nếu cái người bố thí mà không có giới, mà người nhận thí cũng không có giới nữa, thì cũng có phước, mà phước không có thù thắng bằng. Chúng ta phải lấy điều này làm cơ sở. Như vậy là cái tâm thí nó thanh tịnh hay không nhờ cái giới. Ví dụ như là một con người mà người đó có đủ từ bi, có đủ trí tuệ, và cuộc sống không có những ác hạnh đó, thì khi người đó làm các thiện sự thì thiện sự có phước hơn là một người chúng tôi lấy ví dụ như là người đó họ bố thí, nhưng mà đời sống hàng ngày là họ gian tham, đời sống hàng ngày là họ trộm cắp, đời sống hàng ngày là họ cướp đoạt, đời sống hàng ngày là họ đối xử với chúng sanh khác bằng những cái sân tâm phiền não, thì như vậy họ làm thì cũng có phước vậy đó. Họ bố thí có phước, nhưng mà cái phước không bằng một người mà có cái tâm bố thí rất là hiền thiện. Hai điều đó nó khác nhau lắm. Cái tâm thí đó, nó được tốt hay không là do cái giới hạnh. Ở trong câu số 7, Đức Phật ngày vậy, Ngài Ajahn Chah Ngài nói như vậy: Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, làm lành lánh giữ. Những điều xấu xa còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Thế thì tại sao không quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ? Cái giữ tâm trong sạch đó, nó liên quan đến một điểm là nếu khi mà chúng ta không có giới hạnh, nếu khi chúng ta còn có cái tâm hận thù, nếu khi nào chúng ta còn có cái tâm ác hiểm đối với bất cứ ai, thì chúng ta nghĩ giống như cái nhà chúng ta bị bẩn lên. Thì Ngài Ajahn Chah nói rằng tại sao mình không dọn sạch đi? Thưa quý vị, chúng tôi nhớ là ở bên Thái Lan thì có hai cái chùa, một cái chùa làng và cái chùa gọi là Wat Pan, tức là chùa làng, và Wat Pa là cái chùa rừng. Thì đa số các chùa mà Thái Chi Tăng trong truyền thống mà Lâm Tăng á, thì cái chùa rất là sạch sẽ, tại ngày nào quét dọn hết. Còn cái chùa làng á, tại vì nhiều người ra vào mà không có ý thức á, thì thường thường một tháng thì quét 2 lần hay là 4 lần tùy theo vị trụ trì. Và do vậy, ví dụ như khi mới quét hiện sạch, nhưng 3-4 ngày sau thì dơ.
Rồi phải chờ cả tuần sau người ta mới quét, một tuần họ quét một lần, ví dụ. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta không làm các điều ác, làm các hạnh lành trong sạch. Thì Ngài sinh ra Ngài nhắc chúng ta một điều rằng giữ tâm trong sạch nó bao gồm cả hai điều kia. Một cái người làm lành mà với tâm trong sạch thì làm lành nó sẽ tốt, mà một người giữ tâm trong sạch thì điều đó người đó cũng không thể làm ác. Thì Ngài khuyên chúng ta người tu lấy cái bốn chốt giữ tâm trong sạch để làm gì? Để không làm việc ác, làm các hạnh lành và phát triển thiền định. Đó là cái cách giữ tâm trong sạch. Trong việc thực hành đúng đắn thì làm lành lánh dữ là việc làm tốt đẹp, nhưng có hạn chế vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cả cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả, không dính mắc vào gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Ở đây thì Ngài nhắc đến một cái yếu tính rất là quan trọng, là thời gian đầu chúng ta tu tập thì chúng ta phải bỏ điều xấu và sống để yêu chuộng với điều tốt. Nhưng mà cái việc giải thoát ấy, cuối cùng là chúng ta phải vượt qua cả cái xấu cái tốt để không dính mắc cả hai điều đó. Thì cái riêng về nội tâm trong sạch là nó phải là cái khả năng không dính mắc, dính mắc với ngay cả điều tốt. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái người Phật tử vào trong chùa mà họ rất là siêng làm công quả, họ rất là siêng nấu nướng. Không phải cái chuyện làm công quả nấu nướng là xấu, đó là việc làm tốt. Nhưng mà cái gì đi nữa thì cũng nghĩ đến cái chuyện là làm sao để mà mình làm phước thôi mà không chịu tu. Thì cái đó là cái mà Ngài không khuyên. Ngài khuyên chúng ta nên nghĩ lại, tại vì chúng ta phải vượt qua cả cái xấu và cái tốt. Làm lúc nào đó mà không phải mình làm những gì đó mà mình đặt nặng là nó phải là thế này, nó phải là thế kia. Quý vị qua khỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ nghe rõ sư. Sư tới chờ cho 15 phút nữa ra liền sư. Không biết quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Trong cuộc số 8 Ngài nói rằng chúng ta bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt và trực tiếp, đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến. Rồi bước thứ ba là trí tuệ. Những gốc rễ của phiền não sẽ tự nhiên xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp sáng thì chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi đâu phương nào, chúng ta chỉ biết là đang có ánh sáng. Ở đây Ngài đặc biệt nhắc rằng mình muốn làm việc gì đi nữa thì cái câu đầu tiên mình hỏi rằng bây giờ ở đây mình làm được cái gì. Có nhiều người họ nghĩ đến việc tu mà sự bắt đầu của họ rất là mông lung đến nỗi mà họ thật sự không biết là họ phải bắt đầu như thế nào. Nhưng mà không phải như vậy. Điều đầu tiên, thí dụ một người bắt đầu tu tập, thì người đó chấp nhận là mình thọ trì những nguyên tắc. Mà những nguyên tắc đó chúng ta sống có tôn sự an lạc, sự bình an của những người xung quanh. Đó là gìn giữ giới luật. Giữ thân hiền thiện, khẩu hiền thiện, ý hiền thiện. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Và một khi sống với những nguyên tắc của giới hạnh đó rồi thì chúng ta phát triển chánh kiến. Chánh kiến ở đây là gì? Chánh kiến ở đây là sống làm sao không đi ngược lại với cái giáo lý về vô thường, khổ, vô ngã. Và khi giới hạnh và chánh kiến được thành tựu thì cái bước thứ hai là cái trí tuệ để xóa tan cái bóng tối nó sẽ tự đến. Ngài nói điều đó là điều tự nhiên và chúng ta không cần phải thắc mắc nhiều.
Do vậy, thưa quý Phật tử, rất là cần ở trong cuộc sống là một người có thể bắt đầu điều gì. Ngày xưa đó, người ta tu rất là dễ hơn bây giờ, là tại vì khi họ mới vào tu đó, họ bắt đầu thọ giới, hoặc là ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới. Ngày hôm nay người ta tu rất là khó, là bởi bước đầu đó, họ không có đặt nặng vấn đề những giới, mà họ chỉ đặt nặng là mình phải tu pháp môn này, tu cái pháp môn kia, và họ nghĩ pháp môn cao siêu. Nhưng mà mình phải bắt đầu cái gì? Ví dụ như bây giờ mình nói rằng hành tứ niệm xứ, đoạn trừ các kiết sử, chứng quả niết bàn là chuyện tốt. Nhưng mà cái chuyện đó mình đâu phải bắt đầu được. Mình không ai bắt đầu bằng như vậy hết. Mình phải bắt đầu tu giới, là tu định, tu tuệ. Thành ra phải có được cái sự bắt đầu ở đây và bây giờ. Thì cái chuyện ở đây mình bắt đầu được. Ngay lập tức đó là thọ trì giới luật. Có ba mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ bi. Giống như là mình phát nguyện giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới, là mình được vị thầy truyền giới. Thứ đến là giữ giới và sống trong giới. Tức là giới là một phần tự nhiên của đời sống. Và cuối cùng là ở mức độ cao nhất, bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới hạnh đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự chứng ngộ. Tức là cái cách giữ giới thứ ba đó đến từ cái chánh trí giải thoát. Khi đến từ chánh trí giải thoát thì có những điều mà vị A-la-hán không bao giờ làm. Nó chúng ta gọi là cái giới tự nhiên. Ở trong câu số 10, nhiều nhà sư hoàng tục đi vào chiến trận, lăn mình vào đầu tên mũi đạn. Họ muốn như vậy, họ muốn đi. Hiểu quy đến từ mọi phía nhưng họ vẫn chuẩn bị để đi. Họ sẵn sàng chết trong bom đạn, nhưng không ai chịu chết để gìn giữ giới luật. Lạ lùng thật, kết thúc. Thưa quý vị, điều này đó, nó lại liên quan đến một cái bối cảnh của nước Thái. Hầu hết các thanh niên của Thái Lan đó, là ở một cái tuổi nào đó thì họ xuất gia vào trong chùa. Nhưng mà họ thấy rằng cái đời sống ở trong chùa giới luật ràng buộc, nên họ tu duyên 5 tháng, 3 tháng, rồi họ hoàn tục. Và nhiều người trong số họ đi lính, tại vì đi lính có tương lai. Nhưng mà đi lính thì rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Có nhiều khi gửi ra mặt trận, và quý vị hãy chờ chúng tôi. Thưa vì có nhiều khi một người mà họ đi lính, đi ra mặt trận đó, thì họ bỏ thân của mình, họ xả thân của mình vì binh nghiệp, vì cuộc đời của một quân nhân. Ngài cho rằng nó rất là lạ lùng, là người ta có thể chấp nhận cái chết một cách dễ dàng chỉ vì binh nghiệp, chỉ vì cuộc đời của một quân nhân. Nhưng mà người ta không có chấp nhận để sống chết, để gìn giữ cái huệ mạng, hay gìn giữ cái giới luật của đời sống tu tập. Và Ngài nói rằng nếu những người mà họ dám có thể sống và chết để gìn giữ giới luật, thì Ngài tin rằng điều đó mang lại cho họ rất là nhiều những lợi lạc ở trong cuộc sống. Nên chi đôi lúc thưa quý vị, chúng ta nhìn trong cuộc sống có những người có thể thức khuya dậy sớm, lăn xả, lao mình, rất là cực khổ, mà họ không có để. Nhưng mà khi mà đi vào cái đời sống tu tập, thức một đêm thọ trì độ đà, hay tham dự một khóa thiền trong 5 tháng, 3 tháng, thì họ thấy có vô số lý do, và vô số lý do mà họ không làm được. Nên chi về điểm này thì chúng ta phải hiểu rằng có thể là vì đơn giản chúng ta không có ý thức được cái giá trị thật sự của sự tu tập. Và không ý thức giá trị này thì thứ vì chúng ta thường khiến cho bản thân của mình dám hy sinh cho cái không đáng hy sinh,
mà cái đáng hy sinh thì chúng ta lại không có chịu hy sinh. Bây giờ thì chúng tôi muốn trở lại trong ngày hôm nay khi mà đề cập đến đề tài này. Dạ, Ngài Chân Cha Ngài nhắc chúng ta, thứ nhất là đối với giới luật thì việc quan trọng đó là chúng ta hiểu được cái tinh thần tự giác. Dạ, tinh thần tự giác là cái gì rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có khả năng tự giác thì bảo rằng người khác họ nhắc mình thì không ai nhắc mình được đâu. Và điều thứ hai là mình phải ý thức được cái lợi lạc. Mình giữ giới giống như là mình muốn làm vườn hay làm ruộng, mà mình giữ được cái khu vườn tâm của mình, và mình chuẩn bị cái khu vườn tâm của mình được tốt đẹp vậy. Nhờ quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, điều rất là đơn giản mà chúng ta hiểu tại đây đó là một khi mà mình muốn trồng lúa hay là trồng cây hay là trồng hoa màu ở trên một thửa ruộng, ở một khu vườn, ở trên một mảnh đất dù lớn dù nhỏ, thì điều đầu tiên là chúng ta cần dọn sạch. Khi dọn sạch rồi, chúng ta phải chuẩn bị cho đất nó được màu mỡ, nó được sẵn sàng để cho khi mà mình trồng xuống, như ví dụ như cây hay là hoa màu, lúa nó không có bị những cái cỏ dại, những dây leo mà nó tấn công. Thì cái sự dọn sạch đó, nó là một bước đầu. Không phải chỉ là mình thích hay không thích, mà đó là một bước rất là cần thiết. Và nếu chúng ta cảm nhận được khi mình nhìn thấy một cái khu vườn sạch đó, mình hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta sẽ khoan hỷ và dễ dàng làm hơn. Ở trong kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng đôi lúc chúng ta cũng phải cảm nhận, và cảm nhận một cách sâu sắc về sự thanh tịnh, về sự tốt đẹp của bản thân, và mình nên thức khoan hỷ. Và từ sự khoan hỷ đó thì chúng ta có cái động lực để yêu chuộng cái đời sống thanh thản nhẹ nhàng. Ví dụ Đức Phật đã khuyên chúng ta nên tâm niệm rằng hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay ta sống không phiền muộn, giữa những người muộn phiền, giữa những người muộn phiền ta sống không phiền muộn. Những điều đó đó nó tự cho chúng ta một cảm giác, cái trạng thái này quá thật hạnh phúc, trạng thái này thật sự đáng quý, và đây là những giờ phút chúng ta nên trân trọng. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa ở bên Việt Nam đôi khi tắm là một chuyện rất là cực, tại vì không có nước, và tắm thì nước lạnh nhiều. Có những người qua bên Mỹ một thời gian, họ nói rằng bây giờ ở đây có nước ấm và nước sạch đó, họ tắm thường. Rồi mỗi lần tắm xong họ cảm thấy hạnh phúc quá, và cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc. Và hôm nào không tắm thì khó chịu. Thì lúc bây giờ cái cảm giác mà vui thích trong cái tắm sạch đó, nó rất là khác với cảm giác khi mà chúng ta ở Việt Nam. Ở Việt Nam có nhiều người họ lười tắm, họ sợ nước. Mà chúng ta hiểu cái chuyện đó rất là phải, tại vì lý do là nước thì nó lạnh, và thực sự nước có mùi. Đôi khi những người họ đi làm về mà họ chỉ tắm sơ sơ rồi thôi, bởi vì nước lạnh quá, buổi chiều không có nước ấm. Thưa quý vị,
Thì ở mức độ nào mà một người bắt đầu cảm thấy khoan hỷ, cảm thấy vui với cái nước mà với cái việc tắm rửa đó, thì đó là một sự chuyển hướng. Hay là ở trong nhà chúng ta nhiều khi chúng ta bày biện lung tung, một lúc nào đó mình dọn sạch, mình hút bụi, mình dọn sạch, mình cảm thấy thoải mái, thì lúc mình cảm thấy rằng ô, cái sự sạch sẽ này đó, nó làm cho mình thật ra mình rất là hạnh phúc. Thì lúc bấy giờ Ngài Chân Gia Ngài nhấn mạnh rằng cái ý thức đó, cái ý thức đó, sự cảm nhận đó, nó mới là một cái động lực thực sự giúp cho chúng ta trưởng thành với những nguyên tắc sống của mình. Còn nếu không á, chúng ta nghĩ rằng mình bắt buộc phải làm, hay mình miễn cưỡng phải làm, hay là làm để trả nợ quỷ thần á, thì cũng có thể làm được, nhưng mà chúng ta sẽ không đạt đến một cái ý nghĩa ảo diệu thực sự. Do vậy, những điều mà Ngài đề cập đến ngày hôm nay thì thưa quý vị, cho chúng ta thấy rằng cái nhận thức chân xác, cái nhận thức đúng đắn trong đời sống, nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều ở trong cái những cái điểm mà Ngài dạy rằng không làm các điều ác, làm các hành lành thanh tịnh tâm ý, nhất là đối với tha nhân, đối với những người chung quanh mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình cũng hoàn toàn có lý do để trách móc, để phiền hà người khác, hoàn toàn có lý do để hận thù người khác. Nhưng một lúc nào đó, bằng sự cảm nhận, bằng cái sự học hiểu, bằng cái chánh kiến, mình thấy rằng mình giận người chỉ làm khổ cho mình, và giận người chỉ là làm cho tâm tư của mình chật hẹp, và những cái hạt giống lành khác nó không mọc, nó không đâm chồi nảy lọc được, thì tại sao chúng ta phải giận? Thì lúc đó mình cảm thấy đời sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi xin kết thúc pháp thoại ngày hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì tiếp theo để xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Tri và Sư Nguyên Thông và Sư Cô Tuệ Duyên quan hỷ trí giác thỉnh Đại Đức Tri tụng cho Kinh Châu Báo bằng tiếng Phạn, sau đó thỉnh Sư Nguyên Thông và sau đó thỉnh Sư Cô Tuệ Duyên quan hỷ đọc cho bản tiếng Việt. Và chúng tôi sẽ trở lại nói về ý nghĩa của Kinh Tam Bảo cũng như một vài thông tin liên quan đến đại dịch. Xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Người con kính lên lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithana to patha yatatha gata sarasabaramiyo dasopaparamiyo dasaparamatabaramiyo panchamaha parichage tiso chariya pachima phagwe gaffa wakantin chating apinikamanang patana chariyang bodhiban lanke marawichayang sabbanyu tanyana patigwe thang nawaloko taratham me tisape bime buddha gune awa chitwa vesaliya te subhaka rantare sutiya marating paritang karanto ayasma ananda thero viyakarunna chittang upatabe twa kote satasahase suchakka wale sude kwata yasanam patigan hanti yeng chwe sa liyam pure roga manusa dope kasamputa tivithang payang kipamantara thase bare tantang phanamahe yani thaputa ni samagata ni pumma ni waja ni wanta likhe sape waputa sumana pawantu atho pisaka chasunantu pasitang tasma hi puta ni sametta sape metang karo tamanusiya pacaya di wacarato caharanti ye paling tasma hi ne rakhata apmata yang kinci witang itawa hurang wasake suwayang ratanang panitang Nano samang ati tathagate naidam vipuathe ratanang panitang Ete nasache nasuvati ho tukhayang viragang amatang panitang
yada chaga sakya muni samahito na te na thamme na samati kinci idam vithamme ratanang vanitang ete na sacce na suvati hotu yam buddhasa tho parivanna yisu ching samati manantari kanya mahamati na te na samo na vichati idam vithamme ratanang vanitang ete na sacce na suvati hotu ye pukkala atasatang basatha chatari etani yugani honti te dakineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala naidam visankheratanang panitang ete na sacce na suvati hotu ye suppayuta manasadan he nanikamino O tamasasanam hite bhati bhata amatang vigai halatha mutha Nipputing punchamana idam visanghe ratanang banitang Ete na sacce na suvati hotu yathing dakhilo pathawing sito siya Chatopi vate pi asambhakam biyo tatubamang sapurisang vadamiyo Ariya sacca ni avecca basatidam visanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu ye ariya sacca Nipavajanti dampi dapanye na sudesita Nikincha vite hontu pusapamata na te pavangatamama Niyanti dampi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu sahava sadasana sampada Yatayasu dhamma chahita pavanti sakka yaditi vichikichitang Chasila patang vapiyadati kinchi chatuha bayehi chavipamuto Chachapithana viyapapokatum hidambi sankheratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu kincha pisokammang karo Tibabakanka ye na vacha yudache Tasavu abhapu sota sabbate chadaya abhapata disabada sabuta Idambi sankheratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu vanapambe Yathapu sitake Imhanamase pathamasmingimhe tathupamang thamhavarang Adesa yinipanagaming paramang hita Yaidam vipute ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu varo varang Yuvarado varaharo Anuttaro thamhavarang Adesa yidam vipute ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu kinang puranang Nawang nati sampawang vidati citta yati kepa vasming Tehi na bicha virun hichanda nipbandi thira Yatayam badipu idam visanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu yani taputa Nisamagata nipumma nivaya nivantalikhe Tathagatang deva manusabhujitang buddhang namasa Masuvati hotu yani taputa nisamagata nipumma nivaya nivantalikhe Tathagatang deva manusabhujitang Thammang namasa masuvati hotu yani taputa Isamagata nipumma nivaya nivantalikhe Tathagatang deva manusabhujitang Sanghang namasa masuvati hotu Yak kun hao tập xong về kinh Ratana Sutta Yak kinh cảm ơn cô Nhật Quỳnh Yak kinh cũng thỉnh xung thông tiếp tục với phần Phạm ngữ Chính Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mâu Ni Phật con đi viếng thông con tu luyện sư phụ tụng kinh Bà Ratana Sutta bằng tiếng Phạm ngữ và con kính đảnh lễ Phật đảnh lễ Pháp đảnh tế đảnh lễ tăng
Padithana to pathaya tatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha pariksha geti so chariya papchima pavega pavakantin chatin afini kamanang patana chariyang bodhiparan kema ravichayang sabban yutanyana pativetang navalo kutara thamme tisabde vime bước đa gu nê a va chi to a ve sa li ya ti su pa ka rang ta re su ti ya ma ra tin pa ri tang ka ron to a ya s ma a nang da thê ro vi ya ka ru nha chi tang u pa ta pe toa ko ti sa ta sa ha se cho cha ka va le su de va ta ya sa nang pa ti gang han ti yang cha ve sa li yang pu re ro ga manusadu pisam putang tivitang payang kipamang taratha be siparitang tang fana mahe yani da phuta ni samagata ni phumma ni vaya ni va antali khe sa be va phuta sumana pavang tu atho bisakat chasunang tu pasitang tasma hi phuta ni sameta sabbe mei tang karo tamanusiya pacha yadiva charato charang tiye balin tasma hi ne rang kata abhamata yang kien chivitang itava hurang vasak ye suvayang ratanang panitang nano samang atitata gate na idam bibuate ratanang panitang ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kha yang vi ra gang a ma tăng pa ni tăng gia đa cha ga sắc gia mu ni sa ma hi đô na tê na thâm mê na sa ma thi kiên chi đam bi thâm mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu yang bua da sa tô parivan na ye su chin sa ma di ma nan ta ri can nya ma u sa ma di na te na sa mo na vi cha ti đam bi thâm mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye puộc ga la a sa tăng pa sát ta chát ta ri ê ta ni yu ga ni hôn tu tê đa khi nay ya su ga ta sa sa va ca ê tê su ni na ni ma ha pa la ni i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye su pa yu ta ma na sa đan hê na ni ca mi nô vô tu ma sa sa nam hi tê pa ti pa ta a ma tăng vi ghê a la đa mu đa ni bu tiên phung cha ma na i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya thiên đa kỳ lô pa ta vin si tô si ya cha thu phi va tê phi sam ba cam pi yo ta thu pa mang su pa ri sang va đa mi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni vi pha va yang ti gam phi ra pa nhê na su đê si ta đi kính cha bị tệ hôn thu phu sắp bà mã ta nà tê phá văn a thì ma ma văn tỷ đàm bị sang khê ra tăng bá nị tăng ê tê nà sắc chê nà su va thi hô thu sa ha va sa đa sa na sam bà đa dạ ta gia su thẩm ma cha hi ta phá văn thì sắc ca dạ đi thì viết chi kiến chi tăng cha sĩ la bá tăng va bị gia đa thì kiến cha cha thu hạ bê hi thì cha vui bà mua tô cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đàm bi sẵn khê ra ta năng bá ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô thì kiến cha bi sổ cầm măng ca rô thì pa pa căng ca dê na va cha dù đá chê ta sa va áp phá bồ sô ta sa pa thi cha đa và áp phá bá ta đi thì pa đa sa vô ta y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na pa gum bê ya tha phu si tạc ghê ghim ha na ma sê pa tha ma smin ghin hê ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa yi ni ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đam bi bu thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va ro va ra nhu va ra đô va ra ha ro a nu ta ro tham ma va răng
Ade sa di đam bi bua thê ra ca năng phá ni tăng ê tê na sạc chê na su ba thi hô. Tu khi năng pu ra năng na văn na thi sâm phá văn vi ra ta chi yết ta và tí kê phá vát minh tê khi na pi cha a bi ru nhị chăng đa. Niệp băng thiền thị ra giá tha văng phá đi bô y đam bi sẵn kê ra ca năng phá ni tăng. Ê tê na sa kê na su va thi hô tu ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khê ta tha ga tam đê va ma nu sa bu chi tăng bu da hăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khê ta tha ga tam đê va ma nu Sabu chi tăng đà hâm măng nà mã sa mà su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đê va ma nu sabu chi tăng sang khờ hăng nà mã sa mà su va thi hô tu. Vì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Pali. Giờ xin mời cô tu nữ tuổi duyên và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh mời cô tu nữ tuổi duyên. Dạ, sa thú lần thay kính thiết tri ân đại đức. Con thành kính tịnh lễ chư tôn đức tăng, kính tri ân ngài giác đẳng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Ratana Sutta. Tôn giả Nam Đao với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành quê xa ly niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xà, ba hạnh nguyện độ sanh, trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đau màu. Chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh châu bao uy lực tiêu trừ mọi tai ương vạn tật, cùng phỉ nhơn quay nhiễu trong thành quê xa ly, thấy đều được tan biến. Chung đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu bao, chúng thì cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong khơi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này, rồi với tâm hộ trì nhân loại vô mỗi phước lành đến chư thiên. Những vật quy trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thường ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu và chính chánh pháp là châu diệu, mong với chân ngôn này trụ hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tru. Đức Phật hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thanh tôi là những bậc ứng cung đệ tử đăng thiện thể, được trí
giảng, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo trơn chánh phục hành, lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đa kheo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê cũng động. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đà hoàng chứng tri thanh đê được đức Gotama, theo tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp ta. Do vậy chinh tăng chung là châu thù diệu, mong với chân ngôn này phúc. Nhận đạt chánh tri đoạn trừ ba ki sử, thân kiên và hoài nghi, luôn cả giới cấm khổ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiệt. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn. Ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chinh tăng chung là châu bao, mong với chân ngôn này tự hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vẫn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật Bậc Như Lai, được chư thiên nhân đảnh lễ và cúng dường, mong với trời tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên đã vẫn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức, được chân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ con đã đọc bài kinh.
châu báu vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với đạo tràng chúng con. Cảm ơn Nhật Vinh. Sa thú kính chân Nga, Đại Đức Tiểu Tri, Sư Nguyên Thâu và Sư Cô Trời Duyên. Bạch Chi Tôn Đức và Thứ Quý Phật Tử, sau khi chúng ta đọc Tinh Kinh Châu Báu, xin nói đi một điều rằng là trong cái văn hóa của Phật giáo cũng như là trong cái văn hóa của Ấn Độ đó, thì có một trường hợp là chúng ta nói lời tắc bạch hay là tụng đọc một điều gì đó, mà thay vì nói một lần, chúng ta nói đến ba lần. Dĩ nhiên trong trường hợp mà những cái giới đàn như là giới đàn cho thọ đại giới đó, thì Pháp Yết Ma được trình tăng tới 4 lần. Nhưng mà riêng về cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì trong tụng kinh chúng ta hay tụng, thí dụ về Nam Mô Tassa tụng 3 lần chẳng hạn. Thì đây là một cái đặc điểm trong cái văn hóa của Ấn Độ, và văn hóa Phật giáo cũng có một phần giống y hệt như vậy. Là bởi vì khi mà mình nói điều gì nói 3 lần đó, là nói một cách chính chắn. Thí dụ mình nói điều gì nói một lần, thì lần đầu nó chỉ là sự phát tâm, lần thứ hai là chúng ta có sự suy nghĩ kỹ càng, và lần thứ ba được xem như là chúng ta có một cái sự hoàn toàn chính chắn. Và khi mà nói đến làm thì thường là làm 7 lần. Như trường hợp là ở tại các quốc gia Phật giáo, khi họ làm một cái đại giới đàn, đại bố thí, họ làm tới 7 ngày. Hay là một người mà tu tập giao duyên thì họ tu trong 7 ngày. Bởi vì cái văn hóa Ấn Độ thì nói rằng khi mà mình nói đó, thì 3 lần gọi là đủ chính chắn, và khi mà làm thì đủ 7 lần là nói là đủ sự nghiêm túc của mình. Do vậy Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, chúng ta thấy trong bài kinh này ở đoạn chót thì đặc biệt cũng nói 3 lần, nhưng mà thường thường là khi chúng ta tụng thì chúng ta cũng tụng 3 lần để nói lên một cái truyền thống là khi đọc tụng một điều gì mà có tính cách là thành khẩn, cầu nguyện, hay là nói lên một điều gì rất là nghiêm túc, thì lặp đi lặp lại ở trong 3 lần như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thường thấy ở trong cái văn hóa các quốc gia Phật giáo. Hôm nay thì như là đầu bản tin chúng tôi có đề cập đến, là người ta thấy rằng ở tại những cái nơi nào mà có những buổi tụ họp đông đảo, mà ở trong đó có cái lời nói nhiều lớn, hay là hoặc là tụng đọc hay là ca hát, thì nơi đó thường là cái ổ dịch từ New Jersey sang Washington State hay là California, hoặc là Texas. Ngày hôm nay thì Texas trải qua một cái ngày mà cái số người bị lây nhiễm và tử vong cao nhất ở trong những ngày khác. Một cái lý do mà ông Homerson, một vị giáo sư nghiên cứu của đại học Johns Hopkins, họ nghiên cứu thì thấy rằng khi mà chúng ta nói đó, thì những cái giọt li ti mà nó mang cái siêu vi COVID-19 nó bắn xa hơn. Dạ, và thông thường khi mà người ta tụng hay là người ta ca hát thì cái khả năng lây nhiễm thì rất là cao, rất là cao. Vì vậy như ở California, chúng tôi nói từ đoạn đầu là một cái nhà thờ họ cử hành một cái thánh lễ đặc biệt để mừng ngày hiền mẫu, ngày Mother's Day. Và hiện tại bây giờ thì có hơn 180 người đang ở trong tình trạng cách ly quarantine bởi vì bị nghi là lây nhiễm. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta phát âm lớn thì vang xa, thì cái âm thanh vang càng xa đó, thì cũng có nghĩa là những cái siêu vi li trong những giọt nước li ti nó cũng bắn xa hơn. Bình thường có mắt chúng ta không thấy. Có một cái nghiên cứu của Nhật Bản, họ chụp lại những cái giọt nước vang xa này, thì văn xa này thì chúng ta thấy chuyện đó rất là rõ ràng. Do vậy
người ta cảnh cáo rằng những ngôi nhà thờ mà có các ca đoàn, thật ra khó khăn là khi các ca đoàn thường khi mà họ làm những bản hợp ca đó, họ không mang khẩu trang được. Chúng tôi không biết có ai mà ca hát mang khẩu trang, chúng tôi không có làm việc này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khi ca hát mà mang khẩu trang thì rất là khó. Rồi bên cạnh đó thì quý vị nó lại nói tới một chuyện ở tại các ngôi chùa chúng ta thường tụng niệm. Trong thời gian qua chúng tôi đi tụng kinh ở đâu, ở trên chánh điện, ở chùa Phật tử nó tụng kinh, thì chúng tôi khuyên mọi người đứng xa với nhau. Nhưng mà cái khuynh hướng mọi người khi tụng kinh từ họ ngồi gần với nhau, thì giữ khoảng cách đó là một chuyện tốt. Nhưng mà đây cũng là một điều để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng những nơi công cộng, ở chỗ nào có chuyện ăn to nói lớn, chỗ nào mà có chuyện ca hát, chỗ nào có chuyện tụng đọc lớn, thì cái khu vực lây nhiễm nó vượt ngoài khoảng cách an toàn. Ví dụ như họ nói rằng mình im lặng thì trong một khoảng chừng 6 feet tới khoảng 2 thước thì tương đối là an toàn. Thế nhưng nếu mà sự việc nó, mà khi mình ca hát thì cái khả năng lây nhiễm nó lại văng xa hơn, có thể tới 10 feet. Do đó chúng ta nên đặc biệt chú ý về điểm này. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư tăng và quý Phật tử đã vào Room để hỗ trợ cho chương trình tu học đặc biệt này. Xin đại lễ chư tôn đức chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và cho dù hiện nay đã có rất là nhiều cái nỗ lực để đưa cuộc sống trở lại bình thường, nhưng mà chúng ta nên tự biết rằng hiện nay vẫn chưa có bình thường như là sự bình thường trước kia. Mà chúng ta cố gắng trở lại bình thường ở trong một điều kiện rất là bất thường trước sự lây nhiễm lớn của coronavirus. Và mong rằng chúng ta sẽ tự bảo trọng mình, cũng là một cách để bảo vệ cho những người xung quanh và góp phần vào việc hạn chế lây nhiễm. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy. Yāni thabhūtāni samāgatāni pummāni vājāni vāntalikhe Sāpe vāpūtā sumanā bhagvānto thobhi sākāthya sunyāntu pāsitam Tāhi pūtāni samyetta sāpe mittam karodhamānu siyādacā Yadi vācarātto kyaharanti ye palinkt Tasmahi neyrakata tamata Yankin chimetam itavahudanga sakke suvayam ratanam vanitam Nano samanati tathagate hairam vibhute ratanam vanitam Etena satyena suvate motuhayam viragam namatam vanitam Yadachagasakyamunisamahito natena thamlena samathikinchidam vithamne Ratanam vanitam etena satyena suvatihotu yambuthasetho Varivarnayisakin samathimanam tarikanyamahu samathinate Nasammo navichatidam vithamme ratanam vanitam etena satyena suvatihotu ye pukkala atasatam basatha Chatarietani yugani hantite dakhineya sugata sasavaka Ete sudinnani mahapala nairam visamkhe ratanam vanitam Ete nasatyena suvati hotu yesa payota Manasadamhe nanikamino gotamasasalamite Bhati bhatta matam vigai halatha mutham niputin Kunchamana idam visamkhe ratanam vanitam Ete nasatyena suvati hotu yathin dakhilo Bhatavinsito siyachato pigvate piyasambakam diyo Tathopamansa purisam vadamiyo hariyasachani Niyavachatasati idam visamkhe ratanam vanitam Ete nasatyena suvati hotu
tu ye ariya sa cha ni vi pa va jan ti tam phe da bai ye na su de si ta ni kin cha pi te ngon tu pu sa pa ma ta na te pa vang a tha ma ma di yan ti dam vi sang khe da ta nang pa ni tang e te na sa che na su va ti ho tu sa ha va sa da sana sam bada yata ya su dhamma chahita bhagwan ti saka yadi ti vichiki chitang chasila patang vapi yada ti kinchi chato chato haba ye cha vipa muto cha cha phe tana vya papu ka tum vidam di sang khe lang bani tang e te na sa che na su va te ho tu kin cha pi so kam mang ka do te ba pa kang ka je na va cha tu da che ta sa va pa po so ta sam pa te cha da pa pa ta di sa ba da sa u ta idam vi sang khe da ta nang pa ni tang e te na sa che na su va te ho Vana bhagumbe yatha posita ke himha lama se Bhathamas mingim he tathu bhamang thamma varang ade Sayini panaga ming paramang Itajai rambi bhuthe ratanang banitang Ete na satche na suvati ho tu varo parang yu varado varaharo Anuttaro thamma varang ade Sayini rambi bhuthe ratanang banitang Ete na satche na suvati ho tu khinang puranang Navam nati sampavam varat chitta yatike bhavasmin dehi na bicha Avidun chanda nipanti thida yatha yambari boidam visangheda tanang banitang Ete na satche na suvati ho tu yanita puta ni samagata Nipumma ni vaja vantalikhe Tathagatam devu manu sabuchitam bhutam namasama suvati ho tu yanita puta ni samagata Nipumma Ivantalikhe tathagatam devu manu sapuchitam Dhammam namasam suvati ho tu janita putani samagata Nipummani vaja Ivantalikhe tathagatam devu manu sapuchitam Sangham namasam suvati ho tu Thank you.